Chương 25. Ca tối vô cùng bận rộn sau khi Lục Yên giao ban, ngoại trừ ca phẫu thuật đã hẹn trước ban ngày chưa làm xong, thì lại có mấy ca khẩn cấp ban đêm lục đục kéo tới. Đợi cô đưa bệnh nhân phẫu thuật cuối cùng về phòng bệnh thì đã gần 11 giờ. Từ phòng bệnh trở về, cô mệt mỏi thở một hơi rồi đến phòng nghỉ ngơi uống nước. Dựa vào lương tâm để giải thích thì loại tình trạng bệnh tối mắt tối mũi vừa rồi đó làm cô rất hài lòng. Bởi chỉ có vậy, đầu óc cô sẽ không nhớ lại một màn lúng túng lúc chiều được. Cô nghĩ là nhất định mình đã đói khát quá rồi, rõ ràng sớm đã nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lại không muốn tỉnh lại. Làm cô khó hiểu chính là, tuy nói đến tình hình lúc đó, khả năng tương đối lớn là cô quấn lấy anh, coi như cô chủ động đi, dù sao cũng nằm trên giường cô. Nhưng rốt cuộc là cô đã cưỡng hôn Giang Thành Ngập thế nào? Đến bây giờ vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chỗ khả nghi này, thỉnh thoảng cô lại cắn môi dưới. Cốc nước trong tay chẳng có chút tác dụng gì cả, mãi cô cũng chẳng uống lấy một ngụm. Hai đồng nghiệp cũng vào uống nước, thấy vẻ mặt Lục Yên là lạ, họ tháo xuống lớp khẩu trang hỏi cô: "Lục Yên sao vậy? Cơ thể không thoải mái à?" Lục Yên cười cười: "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi." Nói xong, cô bình tĩnh uống nước. Đồng nghiệp biết Lục Yên luôn thấy biến không sợ, đối với sự bình tĩnh của cô đã thành thói quen, cũng không hỏi nữa. Sau khi ngồi xuống, một người trong số đó nói với người khác: "Thấy lịch trình của y tá trưởng chưa? Vị trí ca ngày và ca đêm đều đổi rồi, đừng nhớ sai ban nhé." Y tá đang nói tên là Lý Vân Quyên, người còn lại là Lâm Lị Lị. Lâm Lị Lị uống một hơi hết nước, sau đó ngồi xuống. "Ừ, sớm thấy rồi, vì chuyện của Thiến Thiến, chúng ta thiếu một người ca tối. Vốn là 9 ngày đổi phiên một ngày ca tối, bây giờ thì biến thành 8 ngày rồi." Lý Vân Quyên thở dài: "Vốn dĩ cuối tuần tôi không làm ca sáng, đã hẹn đi đến nhà cha mẹ bạn trai. Vé máy bay đã đặt từ 2 tuần trước rồi. Y tá trưởng đổi như vậy, ngày cuối tuần của tôi biến thành ngày làm, chỉ có thể đổi vé máy bay thôi. Có điều mấy chuyện này không phải chuyện chính, không biết khi nào vụ án của Thiến Thiến mới có thể phá đây." Lục Yên ngước mắt nhìn về phía Lý Văn Quyên, nhớ lại thường ngày cô ấy và Uông Thiến Thiến rất thân nhau, quan hệ vô cùng tốt. Lâm Lị Lị im lặng một lúc, sau đó tức giận nói: "Tôi thật sự không hiểu hung thủ hại Thiến Thiến rốt cuộc là ai. Ngày thường Thiến Thiến không bon chen với đời, ngoại trừ làm việc thì chỉ ở nhà, cũng ít khi nói lớn tiếng. Nếu hung thủ là tên biến thái thì rốt cuộc tại sao lại để mắt tới Thiến Thiến chứ? Tôi vẫn nghĩ bạn trai trước của cô ấy rất khả nghi." Lý Vân Quyên nâng cằm nghĩ ngợi: "Từ lúc tôi quen Thiến Thiến, luôn cảm thấy cô ấy rất dễ gần. Cũng đúng vào khoảng thời gian bạn trai cũ của cô ấy lừa dối, tâm trạng cô ấy mới trở nên không ổn định, cả ngày không nói lời nào, còn rơi nước mắt nữa. Vì thế y tá trưởng còn đặc biệt cho cô ấy nghỉ 2 ngày để cho cô ấy về nhà
điều chỉnh tâm trạng, tránh ảnh hưởng đến công việc. Lâm Lị Lị thở dài, chẳng qua việc này cũng không trách cô ấy. Phải biết là Thiến Thiến và bạn trai cũ đã ở bên nhau 5 năm rồi, cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Đột nhiên xảy ra chuyện, dựa vào tính tình của Thiến Thiến, khẳng định là không chấp nhận nổi. Đầu óc Lý Vân Quyên đột nhiên thông suốt. Nhưng Thiến Thiến không phải đã nhanh chóng tìm được bạn trai có điều kiện tốt hơn sao? Mấy ngày nay, tôi luôn suy đoán sẽ không phải là tên bạn trai cũ cặn bã của Thiến Thiến cảm thấy bị mất mặt, quá tức giận, quay đầu tìm Thiến Thiến, sau đó tranh chấp với Thiến Thiến, rồi lỡ tay giết chết Thiến Thiến chứ. Cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Lâm Lị Lị liếc cô ấy một cái. Chúng ta có thể nghĩ tới, khẳng định cảnh sát cũng nghĩ tới rồi. Vả lại, nói không chừng bạn trai cũ của Thiến Thiến đã là nghi phạm đầu tiên của họ. Nhưng sự việc đã trôi qua mấy ngày, cũng không nghe nói bạn trai cũ của Thiến Thiến có động tĩnh gì. Giọng điệu Lý Vân Quyên buồn buồn. Dù sao tôi cảm thấy Thiến Thiến có gì đó hơi lạ. Mặc dù cô ấy nhanh chóng tìm được bạn trai mới, hơn nữa người bạn trai kia đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng nói chung là tôi vẫn cảm thấy tâm tư của cô ấy còn ở trên người bạn trai cũ. Đúng rồi, cô còn nhớ sinh nhật năm nay cô ấy có mong muốn gì không? Mong muốn gì? Lâm Lị mệt mỏi tựa đầu vào tường. Qua lâu quá rồi, tôi không còn ấn tượng nữa. Sao lại không nhớ? Lúc đó bánh kem còn do hai chúng ta cùng đi mua mà. Bởi vì Thiến Thiến thích ăn kem, chúng ta cố ý đặt bánh kem bằng kem nữa. Lâm Lị Lị giật mình. Ồ, hình như vậy. Với lại đêm đó chúng ta còn đi KTV hết nữa. Đúng vậy, Lý Vân Quyên nhớ lại. Cũng bởi vì khoảng thời gian đó tâm trạng Thiến Thiến tụt dốc, chúng ta mới cùng cô ấy tổ chức sinh nhật. Sau đó lúc thổi nến, chúng ta kêu cô ấy mau ước đi. Cô ấy nói đùa là không có mong muốn gì khác, điều ước thứ nhất là có thể hung dữ đánh vào mặt của một người, thứ hai là bản thân có thể mau tìm được hạnh phúc. Nếu chỉ nghe câu đó, tôi cảm thấy rất bình thường, nhưng lại thêm câu sau nên thấy không đúng lắm. Một người hạnh phúc hay không hạnh phúc thì liên quan gì đến bạn trai cũ chứ? Cho nên lúc đó tôi đoán trong khoảng thời gian ngắn cô ấy chưa thoát ra được sẽ còn u sầu rất lâu. Lâm Lị Lị hơi ngồi thẳng người. Điều ước sinh nhật không phải rất bình thường sao? Thiến Thiến cũng thuận miệng nói thôi. Nhưng khoảng thời gian đó cô ấy vẫn rất mê tín. Lý Vân Quyên khó hiểu thở dài. Bài tarot gì đó, rồi bút tin nhật bản, quẻ này quẻ kia đều xem qua, còn đi chùa Không Âm ở ngoại thành xin xăm nữa. Tôi còn bảo cô ấy nếu có thời gian rảnh làm mấy chuyện này không bằng ra ngoài giải sầu đi. Cuối cùng cũng không biết cô ấy có nghe lọt tai không. Dù sao sau đó cũng không lâu lắm, cô ấy đi ra ngoài du lịch, gặp được người bạn trai bây giờ. Lục Yên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe họ nói vậy, cô nhớ tới cuộc gặp gỡ tối qua, tò mò hỏi, dạo này bài tarot rất thịnh hành sao? Cụ thể chơi như thế nào? Thiến Thiến có nói qua không? Lý Vân Quyên lắc đầu nói,
Hình như Thiến Thiến cũng chỉ nghe bạn học ở thành phố B của cô ấy nói người bạn đó đang ở thành phố B làm việc. Có một lần gặp Thiến Thiến, người bạn đó nói với cô ấy đầu tiên là lên trang web dành cho nữ, sau đó nhập tài liệu cá nhân, nghề nghiệp, điện thoại thật để chứng nhận. Máy tính sẽ ngẫu nhiên rút ra một lá bài thuộc về người đó. Nếu như rút được lá bài khó rút nhất thì sẽ có thể cầu nguyện. Nghe Thiến Thiến nói, tỷ lệ rút được lá bài đó cực kỳ ít. Chỉ có người vận khí vô cùng tốt mới rút được. Vả lại, Thiến Thiến còn nói trang web đó rất linh. Bộ dạng cô ấy dường như rất tin tưởng. Cô ấy thực sự điên rồi. Lâm Lị Lị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi loại chuyện hoang đường như thế mà cô ấy lại có thể tin được. Nếu bói bài tarot mà có thể biến mong muốn thành sự thật thì tất cả mọi người không cần làm việc nữa, toàn bộ ngồi phòng thủ ở trước máy tính để rút được lá bài tốt thôi. Đang nói thì một trợ lý của y tá ghé đầu vào. Cô Lâm, cô Lý, khoa cấp cứu gọi điện nói lát nữa có 2 ca phẫu thuật sẽ được đưa đến. Biết rồi, Lâm Lị Lị và Lý Vân Quyên đứng dậy đi ra ngoài. Lục Yên đặt cốc nước về chỗ cũ. Cô gọi Lý Vân Quyên. Quyên Quyên, cô biết trang web bói bài tarot đó không? Lý Vân Quyên lắc đầu. Tôi cũng giống Lị Lị, không tin mấy chuyện hoang đường đó lắm. Cho nên lúc Thiến Thiến nói với tôi cũng không để ý. Lục Yên cười cười, cô đeo khẩu trang lên rồi vào phòng phẫu thuật chuẩn bị trước. Lúc Sang Thành Ngật bước vào trong cục, lão Tần vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về. Đội trưởng Giang đã lục soát trong nhà và công ty của Đinh Tịnh. Tiểu Chu đi tới bên cạnh bàn uống một ngụm nước. Không tìm thấy giấy dán tương tự, nhưng chúng tôi lại lục soát được không ít những vật khác. Lát nữa sẽ đưa đến cho bên pháp y kiểm tra. Giang Thành Ngật đứng trước bàn lật xem một phần vụ án. Nghe nói thế, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu. Quả thực không tìm được. Lão Tần bổ sung, trong nhà người thân của Đinh Tịnh và Uông Thiến Thiến cũng vậy. Vì là phá án nên vô cùng phối hợp, nhưng chúng tôi lục soát khắp nơi cũng không thu hoạch được gì. Nếu như giấy dán này là dấu hiệu hung thủ lựa chọn người bị hại, bản thân Đinh Tịnh không thể nào biết được, cũng có lẽ đã sớm vứt vật rác rưởi này đi rồi. Tiểu Chu bày tỏ sự đồng ý, còn muốn lên tiếng, ánh mắt lơ đãng rơi trên cổ của Giang Thành Ngật, không khỏi sửng sốt. Lão Tần cũng đã sớm chú ý tới, nhưng dù sao anh ta cũng phản ứng nhanh hơn Tiểu Chu, vội ho khan một tiếng. Khụ, đội trưởng Giang, đây là fax từ bên công an thành phố B gửi tới đúng không? Giang Thành Ngật liếc nhìn tập tài liệu kia, ngẩng đầu nhìn đám người, khẽ nói, đây là vụ án xảy ra 3 tháng trước ở thành phố B. Tôi cảm thấy có chút giống với vụ án của Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh, nên đã gửi báo cáo cho cấp trên, cũng bảo người bạn ở thành phố B chuyển một phần tài liệu đến đây. Mọi người xem đi, mấy vụ án này có gì giống nhau? Đám người Tiểu Chu xúm lại, thiếu nữ trẻ tuổi bị xiết cổ chết rồi mới quăng vào hồ nước ở ngoại thành. Lại cũng là y tá, giống nghề nghiệp của Uông Thiến Thiến. Lão Tần lật vài tờ giấy,
lộ ra vẻ mặt suy tư. Đội trưởng Giang, sáng nay lúc tôi gọi cho tiến sĩ Dụ, anh ấy và tôi có cách nghĩ giống nhau. Anh ấy cho rằng nếu như là án liên hoàn, từ sau vụ án của Uông Thiến Thiến nhìn ra thủ pháp của hung thủ đã tương đối thành thạo hơn rồi. Nói cách khác, chưa chắc Uông Thiến Thiến đã là nạn nhân thứ nhất. Thời gian gây án lần đầu chính xác có thể lùi về mấy năm trước nữa. Anh ấy muốn tôi lưu ý mấy vụ thiếu nữ chết chìm hoặc vụ án ném xác ở thành phố S trước đây, coi như không cùng nơi với vụ án này, cũng có thể tìm ra vài điểm giống nhau. Giang Thành Ngật suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Chu, vào tuần nghỉ hưu, Lão Vương có đưa cho chúng ta mấy vụ án cũ chưa được phá. Tôi nhớ tôi có đưa cho cậu, lấy ra xem đi. Tiểu Chu vỗ tay một cái, tôi cũng đang muốn nói, chính là vụ án người phụ nữ thương nhân họ Lý, tên là Lý Lệ Vi, thời điểm bị hại là lúc 33 tuổi, cũng là bị xiết cổ, sau đó bị ném đi. Nhưng thi thể của Lý Lệ Vi sau khi bị sát hại thì nửa tháng mới nổi lên. Thời điểm phát hiện thì đã thối rữa rất nhiều rồi. Còn Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh bị hung thủ cố ý dùng vật liệu bơm khí để trôi lơ lửng trong hồ. Rất nhanh đã có người phát hiện. Tôi thấy mấy chi tiết mấu chốt này không giống nhau, cũng không biết cấp trên nghĩ sao. Lão Tần nhận lấy tài liệu anh đưa tới, hơi liếc nhìn. Bây giờ đội trưởng Giang của chúng ta chỉ mới cho là giả thiết thôi. Rốt cuộc có đúng hay không, vẫn còn phải tra xét lại mới nói. Nếu là án liên hoàn, Lão Vương đưa vụ án này cho chúng ta thì cũng qua 3 năm rồi. Sao cậu biết 3 năm trước hung thủ không muốn để cho thi thể của Lý Lệ Vi bị phát hiện ra chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, làm lại là một chuyện khác. Đầu tiên, hắn phải chọn vật liệu. Thứ hai, còn nghĩ biện pháp đưa thi thể vào trong hồ. Mấy chuyện này nhìn qua không khó, nhưng thực ra cũng không dễ dàng gì. Theo tôi thấy, nếu giả thiết vụ án Lý Lệ Vi cũng cùng loại như vậy, thì có lẽ mấy năm nay hung thủ đã phải cân nhắc rất nhiều lần để bố trí hiện trường. Lúc này có người mở miệng, đội trưởng Giang, tôi đoán mò một chút, nếu mấy vụ án này quả thực có liên quan thì theo trình tự thời gian, vụ thứ nhất là vụ Lý Lệ Phi 3 năm trước, thứ hai là y tá kia ở thành phố B, thứ ba là Uông Thiến Thiến, thứ tư là Đinh Tịnh, đúng không? Giang Thành Ngật suy nghĩ, đầu tiên, bốn vụ này không nhất định là gây án liên hoàn. Thứ hai, nếu thực sự là gây án liên hoàn, Lý Lệ Vi chưa chắc đã là người bị hại đầu tiên. Lão Tần, anh lại đi xác nhận thời gian tiến sĩ Dụ trở về. Tiểu Chu, cậu tổng hợp lại một chút mấy vụ án mất tích và ném thi thể của phụ nữ trong thành phố S mấy năm nay giúp tôi. Sáng ngày thứ hai, lúc 8 giờ, Lục Yên tan làm, xuống nhà để xe dưới tầng hầm. Vừa mới bước ra thang máy, cô thấy xe của Giang Thành Ngật đổ ở chỗ đỗ xe đối diện. Đi tới gần, cô phát hiện Giang Thành Ngật đang tựa vào ghế ngồi ngủ. Cửa sổ xe mở ra, ánh đèn của bãi đỗ xe xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên sống mũi cao ngất của anh một tầng ánh sáng mờ mờ. Trên gương mặt rõ ràng
mang theo nét mệt mỏi. Cô đứng trước xe, nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ anh, nhớ đến chuyện hôm qua, vẫn có chút buồn phiền. Vốn cho rằng anh đang ngủ say, nhưng cô vừa mở cửa xe ra, Sang Thành Ngật lập tức mở mắt, ánh mắt trong suốt sắc bén, không có chút buồn ngủ nào. Cô chậm rãi ngồi lên xe, không biết có phải do hệ thống sưởi ấm được bật quá cao hay không. Trên xe có chút nóng, cô lại lơ đãng liếc anh, phát hiện môi anh cũng hơi khô. Cuối cùng, vẫn là anh phá vỡ sự trầm mặc. Về nghỉ ngơi sao? Cô khép mi mắt. Ừ. À, anh khởi động động cơ, tôi cũng vậy. Lục Yên không khỏi cảm thấy câu nói này có hai ý nghĩa, bởi vì mỗi lần cô tan làm về nhà muộn, đều tắm rửa xong rồi leo lên giường ngủ. Cái đó, cô không muốn suy nghĩ của mình bắt đầu bay xa, bình tĩnh nhích nhích người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua, anh nói mục tiêu của hung thủ có thể là tôi, rốt cuộc là chỉ người phụ nữ theo dõi tôi, hay giấy dán bươm bướm của chúng tôi có dính dáng đến nhau nữa. Không đợi Giang Thành Ngật trả lời, điện thoại lại vang lên. Giang Thành Ngật nhìn điện thoại, lúc này điện thoại đặt ở bảng điều khiển, anh đưa tay là lấy được. Bây giờ không có lý do để Lục Yên lấy máy giúp anh nữa, chỉ đành tự mình cầm lấy thôi. Giọng điệu của mẹ có chút nghẹn ngào. Thành Ngật, buổi tối con và Lục tiểu thư có rảnh không? Đinh Tịnh bất hạnh, mẹ và cha con định buổi tối đi thăm chú Đinh và dì Lu. Ôi, nghe nói còn có rất nhiều đồng nghiệp của Tịnh Tịnh cũng muốn đến. Nếu các con đã tan làm đúng giờ thì đến sớm chút. Anh không cắt ngang lời của mẹ, điện thoại của Lục Yên cũng vang lên. Anh liếc nhìn màn hình của cô, Đường Khiết. Sau khi Lục Yên nghe mấy câu thì cô thấp giọng nói, ừ, được, tớ biết nhà Đinh Tịnh ở đâu, buổi tối sẽ qua. Chương 26. Đường Khiết ở đầu dây bên kia lại nói mấy câu, Lục Yên sửa lại. Nhà cô ấy đã dời đến Hoa Uyển Lan Trúc rồi, không còn ở biệt thự Nam Châu nữa. Cậu nhớ đừng có đi sai đó. Cúp điện thoại xong, Lục Yên phát hiện Sang Thành Ngật đang nhìn cô. Sao em biết Đinh Tịnh đã dọn nhà rồi? Anh hỏi. Lông mi Lục Yên run lên, cất điện thoại vào trong túi xách. Cô bình tĩnh đáp. À, mấy ngày trước tôi có thấy trong nhóm chat bạn cũ. Giang Thành Ngật nhìn về phía trước, gương mặt không có cảm xúc gì. Vậy à? Lục Yên vén tóc ra sau tai. Ừ. Giang Thành Ngật quay kính xe xuống, đưa thẻ thanh toán cho bảo vệ, sau mấy giây mới nói, gia cảnh nhà Đinh Tịnh càng ngày càng không tốt. Vì chuyển đổi công ty, tháng trước Đinh gia mới bán đi một phần sản nghiệp, dời nhà chuyển sang Hoa Uyển Lan Trúc. Chuyện này dựa vào tính tình của Đinh Tịnh sẽ không chủ động nói cho người khác. Cổ họng Lục Yên đột nhiên có chút ngứa ngáy, cô kìm nén lắm mới không ho khan. Hình như là hôm họp lớp, Lưu Vũ Khiết có nói, dù sao đều ở cùng một thành phố, trong nhóm chat kiểu gì cũng sẽ có người biết thôi. Màn hình thẻ cảm ứng hình như bị lỗi, bảo vệ quẹt mấy lần cũng không hiển thị gì cả. Trong lúc chờ đợi, Giang Thành Ngật mở di động ra, tìm trong nhóm chat bạn học mà anh ít khi chú ý đến. Vừa mở ra đã thấy vài tin tức. Người nói chuyện
là bạn thân nhất của Đinh Tịnh, Lưu Vũ Khiết. Các bạn, tớ vừa được cha mẹ Đinh Tịnh xác nhận rồi. Đinh Tịnh đã dọn nhà không ở biệt thự Nam Châu nữa, mà dời đến Hoa Uyển Lan Trúc, tòa nhà D4 căn 1601. Mọi người đừng tìm sai nhé. Đúng lúc Lục Yên cũng đang xem WeChat, thấy tin tức này, cô nhìn chằm chằm màn hình, không lên tiếng. Giang Thành ngật nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý, không hỏi tiếp nữa, anh ném di động về lại chỗ bảng điều khiển. Nhận lấy thẻ thanh toán, bảo vệ đưa rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe. Về đến nhà, vẫn không thấy bóng dáng gì Lưu đâu. Trời nắng càng làm lộ rõ sự sáng sủa sạch sẽ của căn nhà. Lục Yên nói, không có gì thì tôi trở về phòng nghỉ ngơi đây. Hai tay Giang Thành ngật đang đút trong túi quần, anh đưa mắt nhìn bóng dáng của Lục Yên biến mất cuối hành lang, mới không nhanh không chậm trở về phòng. Phòng ngủ của anh và Lục Yên ở đối diện nhau. Sau khi đóng cửa lại, đáng lý là không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được một chút, giống như hôm qua có thể nghe được tiếng khóc của cô. Lúc đó gọi điện thoại cô không nghe máy, lòng anh như lửa đốt. Cuối cùng tìm được cô nằm trong phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, lập tức thấy cô cuộn tròn trên giường, khóc như một đứa bé, ướt cả gối nằm. Anh đứng ở cửa nhìn cô, mặc dù có thể đoán được vì sao cô khóc, nhưng nhớ lại những việc cô đã làm với anh 8 năm trước, trong lòng cực kỳ tức giận, quay người muốn đi. Đúng lúc đó, cô lại bắt đầu nói mơ trong mộng, giọng nói kiều diễm lại mềm mại, mang chút hương vị líu ríu. Anh bất giác đi đến bên giường, cúi người nhìn cô. Lông mi của cô còn ươn ướt, từng giọt đọng lại dưới mắt cô. Môi cô khẽ chu lên, đầy đặn tươi đẹp, giống như đóa hồng nho nhỏ. Trong miệng cô lặp đi lặp lại ba chữ kia, rõ ràng chính là Giang Thành Ngật. Lúc sau rốt cuộc sao lại hôn nhau, anh đã không muốn nhớ lại chi tiết nữa. Dù sao anh cũng không thừa nhận là mình chủ động. Anh chỉ biết cho đến giờ phút này, trên môi anh còn lưu lại mùi vị thanh thuần của cái cắn nhẹ nhàng, dưới tay còn nhớ được rõ ràng loại cảm giác trên thân thể mềm mại, ấm áp lẻ lướt của cô. Suy nghĩ một lúc, không khỏi bật dậy, anh cau mày, ném di động xuống bên giường, cởi áo sơ mi rồi đến phòng tắm. Lục Yên ngủ thẳng đến tận hoàng hôn mới tỉnh. Cả ngày không ăn nên lúc đứng lên chân cô có chút nhũn ra. Buổi tối còn phải đến nhà Đinh Tịnh phúng điếu. Cô rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi đến phòng anh, vừa đúng lúc thấy Giang Thành Ngật trở về. Khí sắc của anh tốt hơn buổi sáng nhiều. Anh đã đổi sang mặc tây trang đen, bên trong cũng là chiếc áo sơ mi và cravat đen, phía dưới là giày da đen. Tuy nói là một bộ trang phục phúng điếu chính thống, nhưng càng lộ vẻ vai rộng chân thon dài hơn so với lúc mặc đồ bình thường. Anh đang nghe điện thoại, nghe ý tứ trong lời anh, chắc là mới từ trong cục trở về. Thấy anh bận rộn công việc, cô đi tới phòng bếp ăn cơm tối trước. Mở tủ lạnh tìm đồ ăn, cô lấy ra hai bát mì Dương Xuân. Nước dùng là nước hầm gà, dì Lu làm để lại,
Sau khi vớt váng dầu vàng ra khỏi nước dùng, thêm 2 quả trứng ốp lết, một chút rau xanh, cuối cùng cô còn cho chút hành lá cắt nhỏ lên trên. Mùi vị thơm nhẹ nhẹ lan tỏa ra khắp nơi. Cô cố ý cho nhiều mì hơn vào bát của anh. Trứng ốp lết cũng chọn quả lớn hơn. Sau khi làm xong, cô bưng 2 bát mì đến phòng anh, hài lòng nhìn xung quanh, tự cho rằng đây là một lần phát huy tài nấu nướng tốt nhất của mình. Ăn cơm thôi. Cô liếc nhìn anh, xếp đũa xong xuôi, cô ngồi xuống bàn ăn. Một lát sau, Giang Thành Ngật mới đi qua, nhìn thấy bát mì đó, mặc dù không nói, nhưng cũng không thể hiện sự ghét bỏ. Lúc ăn, Lục Yên cố gắng nhìn không chớp mắt, nhưng ánh mắt vẫn cố liếc qua. Thấy Giang Thành Ngật ăn sạch bát mì, cô còn để lộ ra vẻ mặt rất kiêu ngạo. Sau khi Giang Thành Ngật ăn xong cũng không rời bàn, vẫn ngồi uống nước cho đến khi cô ăn xong, anh mới đứng lên. Lục Yên nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ anh, ở vị trí khá cao, rất gần cằm, căn bản đeo cravat không đủ che đi mấy cái dấu vết kia. Nghĩ đến lúc Đinh Gia có thể sẽ gặp không ít bạn học hồi cấp 3, cô do dự. Dường như Giang Thành Ngọt không nhận ra sự chần chừ của cô, đi tới hành lang, quay đầu nhìn thấy cô vẫn đứng bất động. Anh nói, không còn sớm nữa rồi. Cô không thể làm gì khác là trở về phòng lấy túi cùng anh ra cửa. Hoa Uyển Lan Trúc không ở trong trung tâm thành phố, nhưng cũng không coi là quá xa. Từ khu Tùng Sơn đi ra, không tới 40 phút đã đến cửa tiểu khu. Tiểu khu này được xây dựng vào 10 năm trước, năm đó cũng coi là khu nhà cao cấp, nhưng bây giờ nhìn lại có chút hơi xuống cấp. Một đường lái vào bãi đỗ xe dưới lòng đất, còn chưa đỗ xe xong, Lục Yên đã thấy Đường Khiết cùng mấy bạn học thất trung đứng trước cửa thang máy. Dường như Đường Khiết vẫn đang chú ý bên này. Vừa nhìn thấy xe của Giang Thành Ngật, cô vội giơ tay. Lục Yên, Giang Thành Ngật. Sau khi hai người xuống xe mới phát hiện, không chỉ có bạn học cùng lớp A3 với Đinh Tịnh, còn có không ít bạn học của các lớp khác nữa. Đường Khiết mặc áo đen, quần đen, trên mặt là vẻ kinh ngạc nhiều hơn đau thương, đứng tại chỗ nhìn Giang Thành Ngật và Lục Yên đến gần. Thấy hai người vẫn xứng đôi giống như năm đó, cảm giác mất mát trong lòng vì cái chết của Đinh Tịnh nhất thời tiêu tán đi không ít. Vào thang máy, cô đang muốn lôi kéo Lục Yên nói chuyện, đôi mắt vô tình xẹt qua cổ của Giang Thành Ngật, không khỏi sửng sốt. Một lát sau, cô nhìn Lục Yên đầy hàm ý. Con nhóc đáng chết này, ngoài mặt thì ra vẻ đứng đắn, thì ra trong lòng lại kịch liệt như vậy. Mặc dù mấy năm này Lục Yên không đề cập đến, nhưng căn cứ vào phán đoán của cô, năm đó Lục Yên và Giang Thành Ngật lên giường rồi, hơn nữa chắc chắn không chỉ là một lần. 8 năm trôi qua rồi, hiện tại thật vất vả mới có chút tốt đẹp giống như lúc đầu. Chắc hẳn mấy ngày nay Lục Yên không ngừng suy nghĩ xem nên quấn lấy Giang Thành Ngật như thế nào, ha ha. Nhưng đừng mạnh bạo như vậy chứ. Cô nhìn Giang Thành Ngật xong lại nhìn Lục Yên, không phát hiện dấu vết tương tự trên cổ Lục Yên, cô che miệng lắc đầu một cái. Cô đã nói mà, bèn về lẳng lơ,
Ai có thể so với Lục Yên chứ? Nhưng dù sao, Giang Thành Ngật cũng là đàn ông, chẳng lẽ không đói khát Lục Yên sao? Không nên vậy nhé. Những người khác cũng chú ý đến, không có cách nào không chú ý được, bởi vì trong đám đàn ông, Giang Thành Ngật được coi là trong sáng, mấy dấu hôn đỏ chót kia quả thực quá chói mắt mà. Lục Yên và Giang Thành Ngật chỉ làm như không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh, một người cúi đầu nhìn điện thoại, một người nhìn thẳng phía trước. Vừa đến tầng 36 thì lần lượt một trước một sau ra khỏi thang máy. Tầng này có hai căn hộ, mỗi hộ đều giống nhau. Đinh gia để hai căn hộ thông với nhau cho nên phòng khách rất lớn. Nghe nói trước đây cha Đinh kinh doanh công ty điện ảnh và truyền hình, tuy nói sau đó công ty sụp đổ nhưng cũng nâng đỡ được mấy người mới, ngoại trừ bạn học thất trung còn có không ít bạn bè trong giới kinh doanh của gia đình, trong đó không thiếu mấy minh tinh lớn nhỏ của showbiz. Những người đến còn nhiều hơn so với Lục Yên nghĩ. Lưu Vũ Khiết là bạn tốt nhất của Đinh Tịnh, cô ta đang đỏ mắt đứng trước cửa giúp Đinh gia chào hỏi khách khứa. Thấy Giang Thành Ngật đến, cô ta vội đón tiếp. Giang Thành Ngật dùng ánh mắt quét qua phòng khách rộng lớn một vòng, không thấy cha mẹ đâu, anh lấy di động ra gọi điện cho họ. Lưu Vũ Khiết không nói chuyện với Giang Thành Ngật, ánh mắt lướt qua gương mặt anh. Lúc chạm đến cổ anh, cô ta ngây người mấy giây, lúc này mới quay đầu nhìn Lục Yên. Lục Yên, giọng nói và nụ cười của cô ta đều nhàn nhạt. Lục Yên lẳng lặng, chăm chú nhìn cô ta. Lưu Vũ Khiết, mời vào. Ngược lại, Lưu Vũ Khiết tiếp đón bạn học phía sau. Thành Ngật, Lục tiểu thư. Đột nhiên có người đi tới. Lục Yên nhìn một cái, thấy người đến là mẹ Giang Thành Ngật. Mẹ Giang mặc quần áo màu đen, đi giày cao gót màu đen, đội một chiếc mũ tròn màu đen. Trên trán là một tấm lưới mỏng màu đen để rủ xuống. Hiếm khi trên tay bà lại không đeo bất kỳ trang sức nào, có chút buồn rầu. Bà đi tới gần phía trước, trước ánh mắt săm soi của mọi người, cầm tay Lục Yên. Các con tới rồi à? Thành Ngật, cha con và chú Đinh đang ở bên trong nói chuyện đó. Chương 27. Mẹ Giang nói xong câu này, ánh mắt liền nhìn về phía con trai. Vừa nhìn, bà đã phát hiện trên người con trai có gì đó không đúng. Bà kích động nhìn con trai, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau mấy giây, cuối cùng nhớ lại đang ở đâu, vội lấy tay che miệng như là đang nức nở. Không cẩn thận phân biệt một chút thì rõ ràng là nước mắt hạnh phúc. Chợt giọng nói vui vẻ của bà vang lên. Hi hi, mẹ biết mà, con trai mẹ tuyệt đối không phải là gay. Lục Yên nhìn một cái là hiểu ngay. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn Giang Thành Ngật, không dám nói tiếp. Giang Thành Ngật cau mày. Mẹ. Mẹ Giang không để ý đến Giang Thành Ngật, nắm chặt tay Lục Yên, hưng phấn nói: đứa bé ngoan, lần sau bác lại đưa thêm cho các con mấy thứ nữa nhé. Lục Yên lúng túng mở miệng, muốn giải thích rồi lại không thể nói ra được. Mẹ Giang lại đang đưa mắt nhìn con trai. Sau này mẹ sẽ bảo dì Lu mỗi ngày qua làm bữa sáng và bữa trưa nữa, thời điểm cần bồi bổ vẫn nên bồi bổ. Nói xong câu này, nét buồn bã trên mặt mẹ Giang
Mặc dù phù hợp với không khí xung quanh, nhưng rõ ràng khí sắc lại khá hơn lúc nãy nhiều. Bà dẫn Lục Yên đi vào bên trong. Để tiện cho việc nói chuyện, ngoại trừ phòng khách của Đinh Gia, bên trong còn có một phòng khách không lớn không nhỏ. Khách ngồi trong phòng khách không ít, phần lớn đều có tuổi, ăn mặc rất cao quý. Mẹ Đinh và cha Đinh đang ngồi trong đó. Cha Đinh liên tục than thở, sắc mặt vàng vọt. Mẹ Đinh thì thường xuyên lấy khăn tay lau nước mắt, cực kỳ tiều tụy, giống như vừa trải qua cơn ốm nặng. May mắn là Đinh Tịnh còn có một cậu em trai 7 tuổi, mặc dù còn chưa đủ lớn để hiểu chuyện, lúc này còn chạy tới chạy lui trong phòng khách. Nhưng còn có sự tồn tại của đứa con trai út này, cha Đinh, mẹ Đinh có bao nhiêu thương nhớ thì cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi. Ngồi bên cạnh cha mẹ Đinh Tịnh là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, khoảng hơn 50 tuổi, cũng mặc âu phục màu đen. Giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái nhẹ nhàng. Ông đang ngồi ở trên ghế phía sau, còn người đứng im là người trẻ tuổi, có bộ dáng như thư ký. Vừa nhìn người đàn ông trung niên đó, Lục Yên có cảm giác mơ hồ. Mấy khách khứa trong phòng tuy đang trấn an cha Đinh mẹ Đinh, nhưng thật ra thì lực chú ý đều đặt lên người đàn ông này. Ông cẩn thận nhìn người nọ mấy lần, Lục Yên phát hiện tướng mạo đối phương và Giang Thành Ngật có chút giống nhau, trong lòng cũng đoán được vài phần. Quả nhiên cô nghe thấy bà Giang nói: "Lão Giang, bác sĩ Lục đến rồi." Cha Giang lập tức nhìn sang Lục Yên, trong ánh mắt của ông có khả năng nhìn thấu lòng người. Đó là kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm, cực kỳ sắc bén minh mẫn. Chỉ nhìn một cái, cha Giang liền nở nụ cười, rõ ràng rất hài lòng với Lục Yên. Hỏi thăm cha Đinh, mẹ Đinh xong, lúc này Giang Thành Ngọc mới dẫn Lục Yên tới trước mặt cha Giang nói: "Cha, đây là Lục Yên." Rồi lại ôn hòa nói với Lục Yên: "Đây là cha tôi." Cha Giang ung dung đứng lên, chủ động đưa tay với Lục Yên: "Lục tiểu thư, chào cháu." Lục Yên khẽ cười: "Cháu chào bác Giang ạ." Dù sao đang trong hoàn cảnh buồn bã, mặc dù cha Giang có dáng vẻ còn muốn nói vài câu, nhưng bận tâm cha Đinh mẹ Đinh, cuối cùng chỉ nói với Lục Yên: "Hôm nào cùng Thành Ngọt đến nhà chơi, ăn với bác hai bữa cơm nhé." Lục Yên chần chừ một chút, vẫn gật đầu cười cười. Thấy trưởng bối đang ngồi, bộ dạng vẫn còn muốn nói chuyện, Lục Yên đứng một lúc rồi mới từ phòng khách đi ra. Giang Thành Ngọt vẫn còn ở bên trong, hình như còn có chuyện muốn hỏi thăm cha Đinh mẹ Đinh. Lục Yên vừa đi vừa nhìn bốn phía. Trên đường đi, cô phát hiện không ít bóng dáng thân quen. Ngoại trừ bạn học ở thất trung, còn có vài diễn viên tham gia bữa tiệc nhà đại trung đêm đó, như là Trịnh Tiểu Văn, Vũ Bách Phong, David, còn có mấy tiểu minh tinh quen mắt. Xem ra, năm đó, bọn họ đều thuộc cùng một công ty điện ảnh và truyền hình. Ngoài ra, cô còn thấy trong đám người có thầy Chu và con trai hiệu trưởng Văn, Văn Bằng. Lúc này, thầy Chu đang bị đám học trò vây quanh, bởi vì phần đông học trò toàn người cao to, càng làm cho ông thêm nhỏ bé hơn. Nhưng nét đau thương trên mặt ông vẫn rất thật. Hiển nhiên là vô cùng tiếc nuối về chuyện đã xảy ra với cô học trò bất hạnh. Lục Yên đi đến thầy Chu. Ông chỉnh lại gọng kính đen, quay đầu lại,
Lục Yên. Văn Bằng cũng chào hỏi học muội. Thầy Chu nhìn Lục Yên thở dài thật sâu. Thật không ngờ cách đây không lâu Đinh Tịnh còn tổ chức họp lớp. Mới có mấy ngày Đinh Tịnh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lớp trưởng A6 Lưu Cần đau lòng lắc đầu. Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến bây giờ mới có mấy năm, đã có hai bạn học mất rồi. Mọi người đều trầm mặc. Không cần nói cũng biết người còn lại là Đặng Mạn. Vì để tránh bầu không khí tang thương tiếp tục lan tràn, Lưu Vũ Khiết đề nghị: Thầy Chu, đầu năm nay thầy mới phẫu thuật, không thể so với chúng em được, đứng lâu sợ có chút mệt, không bằng thầy qua bên kia nghỉ ngơi chút đi ạ. Thật ra thì thầy Chu chưa tới 45 tuổi, nhưng mọi người đều cảm thấy mấy năm nay thầy già đi rất nhiều. Thầy Chu nghe Lưu Vũ Khiết nói vậy cũng không phản đối. Lục Yên đưa mắt nhìn bóng dáng của ông và Lưu Vũ Khiết rời đi, đột nhiên nói với Lưu Vũ Khiết: Lưu Vũ Khiết, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lưu Vũ Khiết dừng lại một chút, rất lãnh đạm quay đầu nhìn Lục Yên, thấy ngữ khí và vẻ mặt của Lục Yên đều bình tĩnh. Cô ta do dự mấy giây, nói với thầy Chu vài câu, rồi cùng Lục Yên đi qua một bên. Chỗ nói chuyện là một phòng nhỏ ở cạnh phòng bếp, rất nhỏ, có chút giống phòng phụ của phòng bếp. Nhưng so với mấy chỗ khác thì chỗ này yên tĩnh hơn. Lục Yên đóng cửa lại, lẳng lặng nhìn Lưu Vũ Khiết. Lưu Vũ Khiết cũng nhìn lại Lục Yên. Qua một lúc lâu, cô ta nhếch miệng nói: Còn chưa chúc mừng cậu và Giang Thành Ngập tái hợp. Có điều, nói thật nhé, tôi có chút không ngờ đấy. Lục Yên, cậu không phải là nữ thần sao? Người theo đuổi cậu nhiều như vậy, không ngờ lại tầm thường đến mức yêu lại người yêu cũ. Lục Yên không quan tâm đến lời cô ta nói, chỉ mỉm cười. Cô thử thăm dò: Biết Đông Chí không? Lưu Vũ Khiết biến sắc. Trong lòng Lục Yên càng kết luận: Đinh Tịnh đã bởi vì Đông Chí mà bị hại rồi. Nếu cậu không muốn bản thân là mục tiêu kế tiếp của hung thủ, tốt nhất nói chuyện cậu biết ra đi. Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng kém hơn. Cô ta gấp gáp nói: Tôi không biết cậu đang nói gì. Cô ta lướt qua Lục Yên muốn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, lúc cô ta mở cửa, Lục Yên chậm rãi nói: Cậu có số điện thoại của tôi, đợi sau khi cậu trở về suy nghĩ kỹ càng rồi, có gì muốn nói thì đừng ngại gọi cho tôi. Lưu Vũ Khiết không quan tâm, nghênh ngang đi ra ngoài. Lục Yên nhìn bóng lưng Lưu Vũ Khiết, nhớ lại mấy năm trước còn học cấp 3, có một lần cô giúp thầy thu bài thi, không cẩn thận bỏ lỡ thời gian huấn luyện đội cổ động viên. Đến lúc cô đeo cặp sách hồng hộc chạy tới phòng thể dục thì đã trễ 10 phút rồi. Bên trong phòng âm nhạc rất náo nhiệt, thành viên đội bóng rổ còn chưa tới. Mấy thành viên đội cổ động viên lấy Đinh Tịnh cầm đầu, đang giơ cầu hoa luyện tập đội hình. Cô chạy vội tới để cặp xuống, uống vội một hớp nước rồi trở về vị trí huấn luyện của mình. Vừa mới chạy vào đội ngũ phía sau, chỉ thấy Lưu Vũ Khiết nháy mắt với Đinh Tịnh. Sau đó cô nghe thấy Đinh Tịnh quát: Đứng lại! Lục Yên nhìn trái phải một cái mới ý thức được Đinh Tịnh gọi cô. Cô nhướng mày: Sao vậy? Đinh Tịnh đi tới trước mặt cô, dùng giọng điệu việc chung cần giải quyết để nói: Cộng thêm thứ bảy tuần trước, cậu đã đến trễ 2 lần rồi. Căn cứ vào quy định, đội cổ động viên của chúng ta tới trễ 2 lần bị coi là không có lòng huấn luyện. Tớ là đội trưởng, có quyền tước đoạt tư cách thành viên đội cổ động viên của cậu. Lục Yên bình tĩnh giải thích: Lần trước tới trễ là tớ không đúng,
nhưng thứ bảy tới trễ là vì tớ tham gia huấn luyện Olympic toán học. Với lại tớ cũng đã nói trước với đội phó Lưu Vũ Khiết là nghỉ rồi. Lúc này sau lưng truyền tới tiếng ồn ào, trừ tiếng cười đùa của đám con trai, còn kèm theo tiếng bóng rổ và tiếng giày ma sát với mặt đất. Mọi người không cần quay đầu lại cũng biết là thành viên đội bóng rổ tới rồi. Lưu Vũ Khiết lơ đãng nhìn lướt qua thành viên trong đội một cái, sau đó nhìn thẳng vào Lục Yên, khuôn mặt đầy vô tội nói: "Cậu nói xin nghỉ với tớ lúc nào?" Đinh Tịnh cười lạnh, xem ra Lục Yên không những thích tới trễ mà còn nói dối rất tinh danh nhỉ. Đặng Mạn cũng là thành viên trong đội cổ động viên, đứng ngoài quan sát từ nãy tính giờ, nhịn không được đi ra khỏi hàng ngũ, nghiêm nghị nói với Đinh Tịnh: "Chuyện ngày đó tớ biết Lục Yên nói cậu ấy sẽ xin các cậu nghỉ, còn cố ý đến lớp A3 tìm các cậu, có thể không thấy đội trưởng, cho nên Lục Yên mới nói đội phó xin nghỉ." Nào có, Lưu Vũ Khiết khiếp sợ, vốn không có chuyện này. Lục Yên lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Khiết: "Thứ bảy hôm đó, cô đến A3 tìm Đinh Tịnh, Đinh Tịnh không có ở đó. Lúc đi ra, cô gặp được Lưu Vũ Khiết trên hành lang. Vì vậy, mới nói với Lưu Vũ Khiết là buổi tối cô sẽ đến huấn luyện trễ một chút, chính thức xin Lưu Vũ Khiết nghỉ. Cô nhớ lúc đó, Lưu Vũ Khiết cũng đồng ý rồi, không ngờ đến lúc này lại lên tiếng phủ nhận. Thực sự, đối với cô mà nói, có thể tiếp tục ở lại đội cổ động viên hay không cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng cô vẫn tuân theo quy định. Dựa vào cái gì muốn dùng cách như vậy đuổi cô đi? Coi như là muốn đi, cũng nên là cô chủ động rời đi." Sau lưng từ từ yên tĩnh trở lại, hiển nhiên là thành viên đội bóng rổ cũng chú ý đến tình huống bên này. Lục Yên điều chỉnh lại tâm trạng, cô nhìn Lưu Vũ Khiết, khẽ nói: "Lúc đó tớ xin cậu nghỉ, trên hành lang còn có bạn học khác. Lúc tớ qua A3 tìm, trên hành lang có hỏi thăm bạn học. Tớ tin nhất định có thể tìm bạn học lúc ấy nghe chúng ta nói chuyện." Ánh mắt Lưu Vũ Khiết hoảng loạn trong chớp mắt, rất nhanh mạnh miệng nói: "Đây là biện pháp tốt, cậu đi tìm đi, tránh để người ta nói tớ oan uổng cậu." Đã tan học, coi như Lục Yên muốn tìm cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi. Lục Yên gật gật đầu: "Được, cho tớ một ngày, ngày mai tớ mang bạn học đó cùng qua giải thích." Cô đi qua một bên, lấy cặp sách rời đi. Đặng Mạn cũng vội rời khỏi hàng ngũ, đeo cặp sách, đi theo phía sau Lục Yên. "Đợi một chút," có người mở miệng. Người này mặc dù không thích nói chuyện, nhưng âm thanh này mọi người đều rất quen thuộc, không khỏi sửng sốt nhìn người đó. Giang Thành Ngật đi tới trước mặt Lưu Vũ Khiết, nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Qua một lúc mới lười biếng nói: "Thật không trùng hợp, lúc Lục Yên xin nghỉ, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy." Khuôn mặt Lưu Vũ Khiết có chút đỏ lên, giọng nói trở nên mềm nhũn nhưng vẫn tiếp tục cãi lại: "Lúc đó rõ ràng cậu ở trong lớp học, sao biết được Lục Yên và tớ nói gì?" Giang Thành Ngật mỉm cười: "Tôi đều để ý cậu ấy nói những gì." Đinh Tịnh tiến tới cười nói: "Giang Thành Ngật, cậu đừng đùa nữa, mỗi ngày vào giờ lên lớp, trên hành lang có nhiều người như vậy, cậu ở trong lớp, chẳng lẽ có thể nghe được lời người ta nói cái gì trên hành lang sao?" Mấy anh em sau lưng Giang Thành Ngật đi tới, cười cười xấu xa: "Cái này có vẻ các cậu không biết rồi, đương nhiên là bởi vì người ta đẹp nên Giang Thành Ngật mới đặc biệt để ý chứ." Cả đám cười phá lên. Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng đỏ hơn, cắn môi dưới không nói nữa.
Đinh Tịnh trợn mắt nhìn Lục Yên một cái, chần chừ một lúc, rốt cuộc không tiếp tục đề tài vừa nói nữa. Lục Yên im lặng, ngước mắt nhìn Giang Thành Ngật. Sau khi nói xong mấy câu, anh đã bắt đầu luyện tập rồi. Rất nhanh, liền tung người đánh một đường bóng ba điểm tuyệt đẹp. Sau đó, chuyển bóng lơ đễnh nhìn về phía cô. Cô hơi đỏ mặt, để túi xách xuống, không nhanh không chậm, ngồi trên khán đài với một vài thành viên khác trong đội cổ động viên. Ở trong phòng đợi gần 10 phút, Lục Yên mới mở cửa ra, đi đến phòng khách. Cô nhìn lướt qua đám người một cái, rồi muốn đi tìm Đường Khiết. Đúng lúc nghe thấy tiếng Đường Khiết gọi cô từ sau lưng. Lục Yên, cậu vừa đi đâu vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi. Lục Yên quay đầu lại, còn chưa lên tiếng, đã thấy Giang Thành Ngật đang nói chuyện với lớp trưởng Lưu Cần. Lúc cô nhìn qua, vừa đúng lúc Giang Thành Ngật xoay mặt nhìn sang. Đường Khiết lôi kéo cô, nhỏ giọng nói, đột nhiên tớ nhớ tới vài chuyện trước đây, vừa đúng lúc muốn nói với cậu. Chuyện gì? Lục Yên nhìn cô ấy. Ngay lúc này, em trai của Đinh Tịnh đột nhiên từ hành lang chạy qua, vừa chạy vừa hét chói tai. Mẹ, mẹ, có một gì nằm dưới đất, hình như chết rồi. Lục Yên sửng sốt, Giang Thành Ngọt cũng đã tách đám người ra, bước nhanh tới chỗ đứa bé chạy qua. Đợi đến lúc Lục Yên chạy sang bên đó, đã thấy một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên đất. Giang Thành Ngật đứng trước mặt người nọ, tới gần xem một chút thì ra là Lưu Vũ Khiết. Sắc mặt Giang Thành Ngật nghiêm nghị, anh nói với đám người Đường Khiết đang cuống cả lên, có thể bị trúng độc, từ bây giờ đóng cửa lớn lại, không để bất kỳ người nào ra vào. Tim Lục Yên chợt nảy lên, cầm lấy tay của Lưu Vũ Khiết, xem xét mạch đập, vẫn còn tốt, mặt còn đập. Lại mở mí mắt cô ta nhìn một chút, con ngươi đã thu nhỏ lại thành một mũi kim. Suy đoán trong lòng cô càng sâu hơn, lại gần chóp mũi, cảm nhận hô hấp càng ngày càng chậm của Lưu Vũ Khiết. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Thành Ngật, là ngộ độc morphine quá nhiều, nhất định phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Giang Thành Ngật đã gọi điện thoại, nghe được lời Lục Yên nói, anh nhẹ nhàng kiểm tra cổ Lưu Vũ Khiết, quả nhiên phát hiện một vết kim tiêm nhỏ xíu ở trên da. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, đứng lên lấy thẻ ngành ra, nói với đám người đang bị dọa, cảnh sát đây, bây giờ tôi hoài nghi hung thủ đang ở hiện trường, hy vọng các vị hợp tác điều tra, bắt đầu từ bây giờ, không có sự chấp thuận của tôi, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây.